giới thiệu với cả các bạn một cái mô hình dàn trải của hệ thống máy lọc nước, có cả hệ thống phần nóng lạnh kèm theo. Thì trên cái mô hình này của chúng ta sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần sơ đồ nguyên lý của mạch và phần đấu dây liên kết với các thiết bị lại với nhau. Phần thứ hai mà các bạn nhìn thấy đây đó là cái phần mô hình dàn trải của một cái máy hoạt động bình thường, và chúng tôi đã dàn trải cho mặt phẳng để các bạn nhìn thấy được thuận tiện hơn. Xin giới thiệu qua một chút về phần sơ đồ của máy lọc nước. Về phần sơ đồ nguyên lý như sau. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy đây là cái phần nguồn nước của chúng ta. Sau đó thì qua một cái cốc lọc thô. Sau đó đến phần lọc số 1, số 2, số 3. Qua một cái máy bơm. Chúng ta bơm vào cái lõi lọc RO. Sau đó thì qua cái phần tạo khoáng. Sau khi kết thúc cái phần lọc của chúng ta thì chúng ta đưa vào tách thành hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta có thể đưa thẳng vào phần block để tạo ra phần nước lạnh. Phần thứ hai là chúng ta đưa vào phần gì đây? Đun để tạo ra phần nước nóng ở đây. Và trên cái cây này của chúng ta sẽ có hai phần nóng và lạnh bên đó. Phần phía dưới này của chúng ta là sơ đồ về phần điện. Sơ đồ phần điện. Phần cuối cùng ở dưới này chúng ta là phần đấu dây để liên kết các cái thiết bị điện của chúng ta theo cái sơ đồ ở phần thứ hai đây. Về cái phần lọc nước của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy đây là cái cốc lọc thô này. Đây là cốc số 1. Được lấy nguồn nước từ cái nguồn cấp của chúng ta qua đây thành cốc lọc thô. Sau đó thì chúng ta sẽ đến ba cái cốc lọc số 1, số 2, số 3. Trong đó thì cốc lọc số 1 này cũng vẫn là cốc lọc thô. Vẫn là cốc lọc thô nhé. Và nó có cái tác dụng là lọc đi các cái vi khuẩn của chúng ta còn sót lại cho cái cốc lọc số 1 này. Đến cốc thứ hai này là cốc gồm có bên trong là cái than hoạt tính, để chúng ta khử mùi và khử khuẩn. Tiếp tục đến một cốc lọc thứ ba là cũng là cốc lọc số 3 của chúng ta, là để tiếp tục để lọc tiếp cái phần vi khuẩn còn lại và đưa sang cái lọc RO. Khi mà chúng ta nước được đưa qua cái phần lọc RO này của chúng ta thì chúng ta trở thành nước tinh khiết, và khi mà chúng ta sử dụng nước tinh khiết đấy thì gần như các bạn thấy là nó sẽ không có một chút mùi vị gì cả. Do đó thì người ta phải tạo tiếp một cái cốc lọc số 5 là cốc lọc tạo khoáng để tạo ra một số khoáng chất trong cái môi trường nước của chúng ta uống để nó có vị ngọt ở trong đó. Sau khi mà qua cái cốc số 5 này của chúng ta thì đưa vào trong một cái cây bên trong này, chúng ta sẽ có một cái hệ thống, đây được gọi là cái dàn lạnh này. Đấy, để tạo ra cái nguồn nước lạnh để chúng ta uống, và có một cái phần bình nước nóng bên trong để đun nước cho chúng ta. Tại đây chúng ta sẽ có hai vòi, ví dụ đây là chúng ta có một vòi nước lạnh và đây là một vòi gì đây, vòi nước nóng. Và toàn bộ cái phần dàn lạnh và ống nóng trong đó chúng ta cần được bảo vệ. Do đó thì người ta đưa trong một cái hộp và để đằng phía trong sau là của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái phần đó. Vì đối với cái phần dàn lạnh của chúng ta là tuyệt đối phải cần được bảo vệ, vì tránh hiện tượng nó hở ra, vì cho chúng ta va chạm nó sẽ hở ra. Và khi nó hở ra đây thì cái máy lén này của chúng ta sẽ bơm lên nhưng mà không có ga làm lạnh, do đó thì cái phần nước lạnh của chúng ta sẽ không có. Còn cái phần nước nóng của chúng ta này là phần trực tiếp bằng đun vào nguồn điện, do đó thì người ta cần để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì người ta sẽ đặt ở bên trong và có lớp bảo vệ ở trong đó. Đấy là toàn bộ về cái mô hình máy lọc nước dàn trải có hệ thống nóng và lạnh trên cái cây lọc nước của Kangaroo này.